Nổi bật cho phần tiếp theo, đương kim vô địch đội tuyển Đức sẵn sàng cho trận đấu ra quân tại World Cup 2018. Lionel Messi gửi lời xin lỗi tới cổ động viên trong cuộc trả lời phỏng vấn qua ghi nhận của phóng viên VTV. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi cho các cổ động viên. Các bạn đã kỳ vọng quá nhiều. Như vậy là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều đã ra sân. Và thời điểm hiện tại thì người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới Neymar, người được coi là tiệm cận tới trình độ của hai cái tên kể trên. Tuy nhiên, khả năng Neymar ra sân cùng đội tuyển Brazil trong trận đấu gặp đội tuyển Thụy Sĩ diễn ra vào rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam thì lại đang bỏ ngỏ. Trước trận đấu đầu tiên với đội tuyển Thụy Sĩ tại bảng E, các cầu thủ Brazil đã có buổi tập làm quen với sân vận động Rostov. Hầu hết các trụ cột trong đội hình đều ra sân, trong đó có Marcelo, Felipe Coutinho hay Gabriel Jesus. Neymar cũng góp mặt ở buổi tập vừa qua và cho thấy dấu hiệu có được trạng thái thể lực tốt nhất. Neymar chưa có được 100% khả năng của cậu ấy ở thời điểm này. Nhưng dù thế nào thì cậu ấy vẫn luôn là cầu thủ đặc biệt ở trên sân, cả về tốc độ lẫn khả năng đi bóng. Các bác sĩ của đội tuyển quốc gia sẽ đưa ra quyết định sớm về khả năng ra sân của cậu ấy trong tương lai. Trước trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ, Neymar đã ra sân thi đấu 84 phút trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Áo và ghi được một bàn thắng. Điều đó sẽ khiến cho các cổ động viên của đội tuyển Brazil tự tin hơn vào cơ hội để tiền đạo 26 tuổi này ra sân và tỏa sáng ở trận đấu sắp tới. Trong khi đó, ở phía bên kia, các cầu thủ Thụy Sĩ lại tỏ ra khá mệt mỏi trong buổi tập đầu tiên tại sân Rostov do chưa thể làm quen được với cái nóng hơn 30 độ của nước Nga ở thời điểm này. Thậm chí huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã quyết định cho các cầu thủ chỉ tập trong một nửa thời gian so với dự kiến để đảm bảo sức khỏe. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sự ảnh hưởng không tốt cho đội tuyển Thụy Sĩ trong cuộc đối đầu với đội tuyển Brazil tại trận đấu sắp tới. Đội tuyển Brazil thì vẫn chưa thi đấu tại World Cup, nhưng quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá thế giới cũng như là những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup 2018 cho thấy đội tuyển Brazil có lý do để tự tin, và các cổ động viên của họ thì luôn đặt niềm tin vào đội bóng sắc vàng xanh. Và một trong những dấu ấn mà các cổ động viên Brazil đặt ra ở Moscow trong những ngày này là những lễ hội đầy màu sắc. Những trò chơi thú vị gây tò mò cho người xem. Những cách cổ động tập thể vô cùng đặc biệt. Và cả những bộ trang phục có 102. Đó chính là các cổ động viên tới từ Brazil. Từ tôi may nó đấy. 7 kỳ World Cup rồi, nó cũng rách bươm cả rồi. Này nhé, đây là World Cup ở Đức, Pháp này. 2002 thì ở phía sau. Năm đó chúng tôi giành chức vô địch đấy. Brazil sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ là nhà vô địch của World Cup năm nay. Người được các cổ động viên kỳ vọng nhất đó chính là Neymar. Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hơn cả Messi và Ronaldo. Ronaldo ở đây, còn Neymar ở trên này cơ. Hôm nay, đội tuyển Brazil sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup. Một thắng lợi dễ dàng là điều mà người hâm mộ Brazil đã dự đoán từ trước. Trận đầu dễ nhất mà, còn mấy trận sau sẽ là 3-0, 4-0 hoặc 5-0. Neymar và Marcelo sẽ ghi bàn hôm nay. Marcelo. Thưa quý vị, các cổ động viên của đội tuyển Brazil đã dành rất nhiều những tình cảm cho Neymar và hy vọng rằng trong trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối ngày hôm nay, đội tuyển Brazil sẽ có được chiến thắng đầu tiên của mình trong hành trình chinh phục cúp vàng lần thứ 6 trong lịch sử của mình. Hoàng Cường, phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Brazil, 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 Brazil. Vâng, những sắc vàng xanh đang khiến cho nước Nga trở nên sống động hơn trong những ngày diễn ra World Cup 2018, phải không ạ? Và ở một diễn biến khác thì vào tối ngày hôm nay, nhà đương kim vô địch đội tuyển Đức sẽ bước vào cuộc hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 của mình bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Mexico, đội bóng mà họ đã từng vượt qua với tỷ số cách biệt tại Confederations Cup hồi năm ngoái. Huấn luyện viên Joachim Löw cho biết,
đội bóng của ông không gặp phải bất cứ áp lực nào tại vòng chung kết World Cup năm nay. Cả đội đều đang có trạng thái tốt nhất về phong độ và thể lực. Chuỗi trận giao hữu với những kết quả không ấn tượng không phải là vấn đề quá lớn với huấn luyện viên Joachim Löw, bởi đơn giản đó chỉ là những trận đấu mang tính thử nghiệm của ông mà thôi. Các cầu thủ đều cho biết không thể đợi lâu hơn để chơi trận đầu tiên tại vòng bảng năm nay, đặc biệt là Marco Roy, cầu thủ cuối cùng cũng được chơi một giải đấu lớn trong sự nghiệp sau khi liên tục gặp phải những chấn thương ở những năm trước đây. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở lại Krasnodar, địa điểm họ lựa chọn để ăn ở và tập luyện suốt vòng chung kết World Cup lần này. Huấn luyện viên Fernando Hierro cho các cầu thủ tập nhẹ, kết hợp với những trò chơi như đi bộ đuổi bắt để các cầu thủ có tâm lý thoải mái trước các trận đấu tiếp theo. Hiện tại, vẫn chưa rõ huấn luyện viên Fernando Hierro có tiếp tục để David De Gea bắt chính sau sai lầm ở trận gặp đội tuyển Bồ Đào Nha hay sẽ trao cơ hội cho Pepe Reina hoặc Kepa. Thời điểm hiện tại thì đội tuyển Anh chưa thi đấu tại World Cup, nhưng các cổ động viên của họ, cho dù là tới Nga trực tiếp để theo dõi bóng đá hay xem qua màn hình, luôn biết cách để tạo ra bầu không khí hết sức ấn tượng. Sau đây sẽ là những hình ảnh rất đáng chú ý từ một con phố nhỏ tại Anh. Nếu có ai đó đến khu phố Kirby tại vùng Bermondsey, phía nam London ở thời điểm này, tất cả sẽ phải cảm thấy hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến hàng dài ban công trên các ngôi nhà tại đây được trang trí với lá cờ Anh một cách đầy bắt mắt. Khởi đầu từ ý tưởng của ba cổ động viên cuồng nhiệt là Alan Putman, Chris Dowd và Gerard Dean Howard, hơn 300 lá cờ đã được treo lên để chào đón World Cup 2018 và hơn hết là cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là cổ động viên của đội tuyển Anh thì cũng chẳng sao, những lá cờ của Colombia, Ba Lan, Maroc, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha vẫn luôn được chào đón ở đây để tạo ra một bầu không khí bóng đá ấn tượng nhất tại thủ đô nước Anh trong mùa World Cup 2018. Trong khi đó, tại nước Nga, các cổ động viên của đội tuyển Pháp và Australia đã cùng nhau có trận đấu giao hữu tại thành phố Kazan. Tất cả các thành viên góp mặt ở bên phía hai đội đều tự đăng ký qua Internet và tham dự một cách đầy vui vẻ. Tuy nhiên, sự kịch tính và hấp dẫn thì vẫn có thừa khi đội bóng được đánh giá yếu hơn là các cổ động viên Australia đã có được chiến thắng với tỷ số 6-2.